Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cua khổng lồ với càng to hơn cả thân chưa? Vỏ của nó màu xanh, giống như một sinh vật ngoài hành tinh đến trái đất. Và loài cua xanh càng khổng lồ với đặc điểm kỳ lạ này có thể bắt bằng tay không? Cua càng xanh nấu chín lên nhìn không quá bắt mắt, đặc biệt là về phần màu sắc. Loài cua này còn được gọi là cua đầu lâu. Anh chàng này lái thuyền vào rừng để bắt cua đầu lâu. Sau khi rình cả buổi trời, anh ấy liền lao mình lên phía dùng tay chộp thẳng vào hang cua. Thao tác này vô cùng nhanh và dứt khoát, thật là một anh chàng có lá gan lớn. Anh chàng quay phim liền lao đến giúp anh ta. Có thể thấy được trong tay anh ấy đã bắt được một con cua. Anh ta cho thêm một tay còn lại vào hang, sử dụng cả hai tay để giữ chặt con cua. Trong nháy mắt lại đổi tay, nhưng con cua đã chạy thẳng vào hang. Anh không muốn con mồi đến miệng mình lại chạy thoát, nên đã đưa toàn bộ bàn tay của mình vào hang để bắt nó ra. Cuối cùng con cua cũng bị bắt ra. Cái càng của nó to gấp mấy lần những con cua bình thường, hơn nữa có thể mở ra rất lớn. Không biết loại khổng lồ này có thể kẹp được ai hay không nữa. Cho con cua vừa bắt được vào bao tải, một hang cua khác dưới rễ cây đã được anh phát hiện. Anh liền ngồi xổm xuống trực tiếp đưa tay vào trong hang. Đáng tiếc là tốc độ chậm một chút nên con cua đã lùi sâu vào hang. Anh ấy lại tìm thấy một hang cua khác, vì dùng tay phải không thuận tay anh phải đổi tay trái. Sau khi moi một hồi mới phát hiện cửa hang còn có đường rẽ, anh liền dùng dao đào sâu thêm một chút. Nửa ngày sau khi phát hiện hang cua quá sâu nên anh đành từ bỏ. Anh chàng cầm camera cũng ra tay và bắt được một con dưới gốc gỗ gần đó, sau đó cho nó vào bao. Anh phát hiện ở gần bụi chuối có một cái hang khác. Để không khiến con cua trong hang phát hiện, anh chỉ có thể ngồi xổm xuống và hành động thật chậm, nhắm cẩn thận vào miệng hang, sau đó hành động một cách nhanh gọn dứt khoát. Nhưng đáng tiếc lại thất bại, nguyên nhân là tốc độ của anh vẫn chưa đủ nhanh. Lại đến khu đất trống khác, anh tìm thấy hang cua nhỏ, nó nằm ngay bên cạnh cây chuối nhỏ giấu hai con cua xanh khổng lồ. Anh trực tiếp thọc cánh tay dài của mình ra chộp thẳng vào trong hang cua để bắt nó. Nhìn đôi mắt của anh ta đi cũng đủ biết bên trong nhất định là con cua siêu to khổng lồ. Để không cho con cua to này chạy mất, anh ấy quyết tâm giữ chặt nó, sau đó dùng tay còn lại bắt đầu đào đất. Cách này cũng là để bắt con càng xanh khổng lồ này ra dễ hơn. Lúc này trong hang xuất hiện thứ gì đó, hóa ra là cái càng siêu to của con cua. Anh ấy vì không muốn nó từ bỏ càng mình mà chạy trốn, nên đã nhanh tay bắt lấy cơ thể nó chậm rãi kéo ra. Nhìn vào kích thước cơ thể này mà đoán ít nhất phải 1 kg. Nhìn cái càng của nó mà xem, càng bên phải lại lớn hơn càng bên trái gấp vô số lần. Bởi vì kích thước cơ thể quá lớn, khi cho nó vào túi cũng tương đối khó khăn. Bên trong túi lúc này đã có 3 con, 3 con đã đủ để họ ăn. Nhưng anh ta vẫn không thỏa mãn với thành quả này. Để cho cua không bị sợ mà chạy, anh chỉ có thể đi chân trần chậm lại tìm kiếm. Nhưng không lâu sau liền phát hiện ra, những con cua gần đó đã bỏ chạy mất dạng. Nguyên nhân có thể là chúng đã bị đánh động. Tiếp theo vì muốn xuống sông bắt cua, anh ấy chỉ có thể tựa theo cây để xuống dưới cây cầu. Nhìn động tác của anh ấy vô cùng thành thục như đã trải qua vô số lần, thoáng cái liền xuống đến cầu. Vừa dạo vài vòng dưới cầu, anh ấy đã tìm thấy con cua khác, lập tức bắt nó lên. Mọi người có thể nhìn thấy đặc điểm của nó. Cả hai cái càng của con cua này đều lớn như nhau, bởi vì nó chính là con cái. Chỉ có càng bên phải của con cua đực mới lớn hơn, đặt nó vào trong bao. Nhưng vì bắt con cua, họ đã làm mấy con rơi trên gầm cầu thức tỉnh. Đi bộ trên con suối nhỏ, họ phát hiện một con rơi vì quá hoảng loạn mà rơi xuống nước. Rơi không thể bay vì nước ướt, nên một người đã dùng dao vớt nó ra khỏi nước, đặt nó trở lại mặt đất. Sau đó họ lại tiếp tục đến bờ suối. Lúc này anh chàng quay phim cũng phải thể hiện tài năng của mình, trực tiếp đưa tay vào trong hang bắt cua. Bởi vì tư thế bắt cua sai, con cua đã trực tiếp vứt bỏ càng của mình. Anh ấy ném cái càng cua xuống đất, một lần nữa đưa vào hang để bắt nó ra. Tất nhiên là không thể vì nó đã chạy vào trong từ lâu, nên anh chỉ có thể bỏ lại nó, sau đó xem lại cái càng cua mà mình vừa lấy được. Lúc này họ muốn qua bên kia bờ suối, chỉ còn cách duy nhất là lội qua. Khi đến được bờ bên kia, cây cối ở đây rất tươi tốt, nên không thuận tiện cho việc đi bộ lắm. Dù sao bây giờ anh ấy cũng đã bắt được 5 con cua, như thế là đủ để ăn rồi. Anh dự định nấu ăn gần đó, hái một ít lá trên cây xuống. Những chiếc lá này sẽ làm gia vị nêm nếm cho món cua. Gần đây có một điểm bán rau nhỏ bên ngoài đường. Anh ấy mua một ít ớt, quay trở lại và đặt mấy con cua vào trong một cái thùng. 5 con cua khổng lồ liên tục tìm cách thoát ra khỏi đó. Để rửa sạch bùn đất trên thân mấy con cua, anh ấy liên tục lắp mạnh cái thùng. Sau đó chà sạch vỏ cua bằng bàn chải đánh răng. Vỏ cua bị bao phủ bởi lớp bùn, nên việc rửa sạch hoàn toàn cũng là việc khó khăn. Đổ nước vào nồi, anh ấy cầm con cua vừa rửa sạch lên tay, tận dụng cái càng của nó để mở nắp nồi đang nóng, đổ vào trong một ít hương liệu, sau đó đậy nắp nồi lại. Một nồi khác được chuẩn bị để cho hành lá và rau mùi, tiếp đó là chuẩn bị các món ăn như rau củ đi kèm. Một tiếng búng tay vang lên, các món ăn phụ đã được cắt thành miếng nhỏ. Bây giờ là lúc cho cua vào nồi và nấu, không lâu sau con cua cũng đã chín. Tiếp tục lấy ra thêm một cái nồi khác, cho rau củ đã chuẩn bị vào trong nồi, dùng thìa đảo đều nó lên, chặt con cua đã nấu ra thành từng miếng nhỏ. Mặc dù vỏ ngoài của nó vẫn còn một chút bùn, nhưng vẫn không cản trở hương vị thơm ngon của cua.
đổ nước cốt dừa vào trong nồi rau rào, nêm nếm thêm gia vị. Lúc này màu của nồi súp đã trở thành màu vàng. Sau đó cho cua đã cắt nhỏ vào nồi và nấu. Nồi cua lúc này không cần đậy nắp, nhìn màu sắc vẫn thấy nó còn khá hấp dẫn. Nhìn nó mà tôi cũng muốn thử đi bắt cua. Quyết thêm một ít nước sốt lên, cách một màn hình cũng khiến người khác chảy nước miếng. Được rồi, video sẽ đến đây là hết. Nhớ bấm like để khám phá thêm những điều thú vị nhé.